2024 mà bản thiếu thì các bác lên những đồ chơi gì, phụ kiện gì cần thiết cho xe. Đấy, đầu tiên thì không thể thiếu được đó là cam lùi rồi. Đấy, cam lùi này, cảm biến lùi. Đấy, vì bản thiếu sẽ bị cắt hết nhé. Đấy, thì với cái chiếc xe này thì bác chủ của bác lựa chọn là cái cảm biến lùi, tiến lùi luôn, cả tiến cả lùi, và là dạng màn hình rời nhé các bác nhé. Đây, các bác qua bên này em cho các bác xem cái màn hình rời. Đấy. Đây, màn hình rời đo khoảng cách nó sẽ được tích hợp bên này. Đấy, nó sẽ được tích hợp trên này. Khi các bác lùi nó sẽ có khoảng cách nhảy ở phía này nha các bác nhé. Đấy, khoảng cách va chạm này. Đấy, và bác chủ lên cam 360. Đấy, để quan sát nó dễ hơn này. Đấy, các bác xi nhan bên trái bên phải đều có cam hiển thị nhá. Đấy, thì ở đằng trước này, đây cảm biến tiến này. Đấy, va chạm phía trước thì nó sẽ cảnh báo này. Đây là có mắt cam này. Đấy, đây là những cái phụ kiện cần thiết để bảo vệ xe mình khi mà di chuyển trên đường không bị xước sát va chạm các bác nhá.